Đón Tết giàu sang, Tấn Tài Tấn Lộc Tấn An Khang, tuổi Giáp Thìn 1964, đắc lộc ơn trên, chúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu to, đón Tết 2024 giàu sang sung sướng. Mến chào quý vị cô bác tuổi Giáp Thìn 1964, đang theo dõi video trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc cô bác nhận được nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Vâng, thưa cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Giáp Thìn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Giáp Thìn hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Giáp Thìn phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác tuổi Giáp Thìn đã phải tìm đến video này. Hẳn là cuộc sống của Giáp Thìn không được dễ dàng là mấy. Giáp Thìn thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Giáp Thìn hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Giáp Thìn những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Giáp Thìn hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Giáp Thìn đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Giáp Thìn. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Giáp Thìn nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Giáp Thìn thay đổi, thì thái độ của Giáp Thìn cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Giáp Thìn sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Giáp Thìn chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác Giáp Thìn thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Giáp Thìn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, năm 2023 đang dần khép lại, với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thảnh thơi không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều cô bác đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng. Chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một cái Tết 2024 sum vầy bên nhau, không mong mâm cao cỗ đầy. Chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi, thời gian của Giáp Thìn không còn nhiều nữa, chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Giáp Thìn nỗ lực bứt phá vươn lên. Giáp Thìn thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học thì khoảng thời gian từ giờ đến Tết 2024 có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Giáp Thìn cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt. Ngoài kia dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có ngũ hành thuộc mệnh hỏa, nạp âm phú đăng hỏa. Phú đăng hỏa chính là ngọn lửa đèn dầu, ngọn lửa này tuy bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh mãnh liệt, tỏa làn hơi đủ để sưởi ấm cho lòng người. Ý nghĩa và hình ảnh này vừa thân thuộc, gần gũi đủ để cho người ta thấy hình ảnh của bản thân trong cuộc sống thường nhật. Nam mệnh Giáp Thìn 1964 cũng là người có tính cách mạnh mẽ và khá thẳng tính. Họ có nhiều ước mơ cũng như nhiều hoài bão trong công việc mà họ thích. Tuy nhiên, nhược điểm trong tính cách của nam mệnh
là họ khá nóng tính, đôi lúc sự nóng tính này không kiềm chế kịp thời, vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác. Vận mệnh của nam mệnh Giáp Thìn 1964 khá thuận lợi, sung túc và cũng vô cùng tốt đẹp, hầu như cuộc sống của họ đều được như ý và ít gặp phải những áp lực, ít lo nghĩ. Khi lập gia đình, nam mệnh thường có gia đình êm ấm và hạnh phúc, công việc sự nghiệp ở tiền vận hơi khó khăn nhưng lại thuận lợi và phát triển trong giai đoạn trung vận trở đi. Những người nữ sinh năm Giáp Thìn 1964 có tính cách khá mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng khá ấm áp. Nữ mệnh Giáp Thìn luôn chứa đựng tấm lòng nhân hậu. Trong cách cư xử với những người xung quanh, họ cũng có những tham vọng và luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình. Nữ mệnh Giáp Thìn 1964 thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc, trong cuộc sống gia đình. Nữ mệnh khá hạnh phúc và gia đạo êm ấm. Khi bước vào giai đoạn trung vận thì con đường công danh sự nghiệp của nữ mệnh sẽ thuận lợi và phát triển hơn. Nhìn chung, vận mệnh của những người nữ tuổi Giáp Thìn 1964 không quá giàu nhưng đường tài lộc khá đầy đủ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, Rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà bao dung và yêu thương con người. Ở Trung Hoa, người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Tuổi rồng ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Nếu như bạn có ý định khiêu chiến với một anh chàng tuổi Thìn thì hãy suy nghĩ lại. Anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kỳ đối thủ nào, dù chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng tuổi rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép, cư xử đúng mực với bề trên. Tuổi Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương, đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người họ, tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung, họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác. Không bao giờ ôm thù hận trong lòng, đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công. Tuổi Thìn còn là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Những người này có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Thìn từng hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Thìn là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn, an toàn nhất. Họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Sau đây là tổng quan tử vi năm 2024 của người tuổi Giáp Thìn 1964. Năm 2024 này là năm Giáp Thìn, trùng với năm tuổi của mệnh chủ, vì vậy tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa, điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định với cô bác tuổi Giáp Thìn. Tổng quan năm 2024 của Giáp Thìn có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, trong năm này mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng, nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực, để các mối quan hệ được hòa hợp, bản mệnh chủ hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. 1. Sao chiếu mệnh.
Năm 2024, nam mạng tuổi Giáp Thìn có sao kế đô chiếu mệnh. Trong hệ thống cửu diệu tinh quân, kế đô là hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc, thị phi trong gia đình, các mối quan hệ. Người gặp sao hạn này muốn tránh thị phi thì phải khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, không khoai khoang, hiếu thắng. Gặp người không cùng quan điểm thì không nên tranh luận nhiều, nếu biết lắng nghe nhiều hơn thì mệnh chủ sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Đối với nữ mạng Giáp Thìn năm 2024, nữ mạng tuổi Giáp Thìn có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong bảng sao hạn năm 2024, sao Thái Dương là phúc tinh chủ về nhiều may mắn, thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì được phát tài phát lộc. Đối với nữ Giáp Thìn, gặp sao này thì cuộc sống của mệnh chủ có nhiều niềm vui, hoan hỷ, sức khỏe dồi dào, dáng vẻ phúc hậu, được chồng yêu thương, gia đạo yên vui hòa hợp. Năm sau Thái Dương chiếu mệnh, Giáp Thìn nữ mạng càng được hạnh phúc viên mãn. 2. Vận hạn. Trong năm 2024, tuổi Giáp Thìn nam mạng gặp hạn địa võng. Đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Người gặp hạn này nếu giữ được bình tâm sáng suốt thì sẽ tránh được thị phi. Mọi chuyện xảy ra nếu không có cái nhìn sâu sắc đa chiều thì khó phân biệt được đúng sai. Trên đời này có người tốt, cũng có người xấu, có thương cũng có ghét. Vì thế nếu gặp chuyện thị phi thì cứ xem như gió thoảng mây bay, không nên để tâm nhiều. Với nữ mạng, năm 2024 tuổi Giáp Thìn nữ mạng gặp hạn địa võng. Đây là vận hạn chủ về mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ. Để tránh lời ra tiếng vào, nữ sinh năm 1964 không nên quá để tâm tới những điều người khác nói về mình. Mệnh chủ chỉ nên tiếp nhận những điều phù hợp chứ không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đối diện với thị phi tai tiếng, bản mệnh nên giữ im lặng, bình thản như gió nhẹ mây bay. 3. Vận niên. Trong năm 2024 âm lịch, cả nam và nữ mạng tuổi Giáp Thìn vận niên ngưu hồi sơn, tức là châu về núi non. Về núi tuy không nhiều cỏ, nhưng có cây cối và muôn loài, không phải cày kéo cho con người. Gặp vận niên này thì cô bác tuổi Giáp Thìn cẩn trọng trong việc làm ăn, buôn bán. Công việc phải có kiến thức, hiểu biết thì mới bắt tay làm. Đặc biệt khi hợp tác làm ăn, cũng nên nhìn người tử tế, ngay thẳng để kết giao. Tiếp theo, sau đây là vận trình tổng quan tử vi Tết 2024 của cô bác tuổi Giáp Thìn 1964. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp thấy rằng, vận trình Tết 2024 âm lịch của cô bác tuổi Giáp Thìn có hung có cát, có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm. Vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Dưới tác động tích cực của tam hội, sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi, thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế. Hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó, rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Có điều cần phải lưu ý, dù thành công đến đâu, bạn cũng chớ nên tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, bởi thiên cầu hung tinh xuất hiện có thể đẩy bạn vướng vào rắc rối bất cứ lúc nào. Trên phương diện tài lộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng, người làm đầu tư, kinh doanh, có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền triển vọng. Dù nguyệt lệnh lâm mộ đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực, song bạn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Trong chuyện tình cảm, do cục diện ngũ hành tương khắc xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau, mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài. Cả bạn và người ấy đều cần dành thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2024 âm lịch, nhận được sự phù trợ của cục diện tam hội, nên người tuổi Giáp Thìn dễ đạt được nhiều thành công trong công việc. Dường như mọi việc bạn bắt tay vào làm trong thời điểm này đều tiến triển khá thuận lợi, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, cũng khiến bạn được nhiều người giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Đặc biệt, quý nhân còn có thể xuất hiện vào thời điểm này, giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân. Người đó có thể sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì thế hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn lắng nghe, để có thể học hỏi thêm được những điều hữu ích. Nhân thời điểm thuận lợi như thế này, bạn có thể tranh thủ bắt tay vào làm những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chớ nên tiếp tục chần chừ, do dự, bạn nên tin tưởng hơn vào năng lực của mình. Để tìm được quyết tâm làm mọi việc đến cùng, một khi đã đạt được thành công, bạn cần tiếp tục tìm ra những đích đến mới cho mình, đừng vội hài lòng với thực tại, rồi dậm chân tại chỗ. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, nhiều người dễ rơi vào tình trạng trì trệ, không muốn tiếp tục cố gắng,
Thiên cầu hung tinh xuất hiện cũng là lời cảnh báo với bản mệnh rằng kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bạn cần chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, bạn cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi tranh chấp. Bước sang năm 2024 âm lịch, cô bác Giáp Thìn cũng đã bước sang độ tuổi 61, lúc này cô bác chỉ cần duy trì những công việc trước đó của mình, không phải đối mặt với nhiều thách thức như trước đây, bằng lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Đó cũng là cách để cô bác tuổi Thìn 1964 sống hạnh phúc, an nhiên. Xét phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi năm mới 2024 âm lịch thấy rõ, khoảng thời gian này đánh dấu những dấu hiệu khá tích cực trên con đường tài lộc của người tuổi Giáp Thìn, tam hội đem lại cho bạn sự trợ giúp lớn lao, giúp bạn hoàn thành những công việc trước đó một cách đơn giản và thuận lợi hơn nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể làm quen được với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng, giúp mở rộng thị trường, mở rộng quy mô. Tuy nhiên, đã bước sang độ tuổi lục tuần, cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong năm này nếu biết thu chi hợp lý. Ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết. Sống giản dị, khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người, đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay. Nếu duy trì được điều đó, thì nam tuổi Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Nếu có mong muốn kiếm về một khoản bộn tiền, bạn khó tránh khỏi những lúc va vấp, vất vả, nhưng thành quả cuối cùng chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ mà một số người có vẻ trì trệ, không muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thích ăn chơi, hưởng thụ hơn. Nhất là trong giai đoạn đầu năm, khi dư âm Tết vẫn còn, bạn cần nhắc nhở mình nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, chớ quan tâm đến những công việc ngoài lề. Giai đoạn này nếu bạn không tiến bước thì rất dễ bị người khác tranh thủ cơ hội vượt qua. Thiên cầu hung tinh khuyên bạn nên chú ý hơn trong cách cư xử. Dù có cạnh tranh để tranh giành đối tác, khách hàng với người khác, bạn cũng nên tự nhắc nhở mình bình tĩnh hơn, chớ hành xử nông nổi, rồi cuối cùng ai cũng rơi vào cảnh khó xử. Xét phương diện tình duyên, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2024 âm lịch. Năm 2024 này, cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình. Là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực, làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc cô bác Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn, để tình cảm gia đình được mặn nồng, gắn kết. Bên cạnh đó, mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con công việc nhà, chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi. Đôi lúc trong gia đình không thể tránh khỏi những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ, nhưng nếu mệnh chủ chấp nhận sự khác biệt ấy, thì mọi người sẽ càng thấu hiểu yêu thương nhau hơn. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2024 âm lịch. Ở độ tuổi này sức khỏe là tài sản vô giá đối với cô bác tuổi Giáp Thìn. Sức khỏe càng tốt, tinh thần càng minh mẫn thì mệnh chủ sống càng hạnh phúc. Hơn nữa khi có một thể trạng tốt thì cô bác sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, không cần tới sự trợ giúp nhiều của con cái. Trong năm 2024 này, nếu cơ thể có dấu hiệu sa sút thì cô bác sinh năm 1964 nên thăm khám bác sĩ, đồng thời nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, đủ các dưỡng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, như vậy vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác Giáp Thìn có một năm mới bình an, may mắn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi,
đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. 2. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, việc ứng dụng các yếu tố phong thủy để cầu tài lộc, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024 cho nam và nữ mạng tuổi Giáp Thìn có thể áp dụng những kiến thức sau đây. 1. Chọn người hợp tuổi sông nhà. Sông nhà đầu năm là tập tục cầu may mắn trong năm mới, thể hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt. Người xưa tin rằng, vị khách đầu tiên tới chúc Tết nếu hợp tuổi chủ nhà thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phước lành. Đối với những chủ nhà tuổi Giáp Thìn, khi xem tuổi sông nhà thì nên chọn con giáp tuổi Thân, tuổi Tý, tam hợp, Thân Tý Thìn hoặc tuổi Dậu, nhị hợp, Thìn Dậu. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể chọn người mệnh mộc đến sông nhà đầu năm. Cụ thể vào dịp Tết Nguyên đán 2024, nam và nữ Giáp Thìn hợp với những người tuổi sau: Kỷ Hợi 1959, Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần, chọn các khung giờ hoàng đạo để khởi hành. Giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ, giờ Tuất, từ 17 đến 19 giờ. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện quả báo của kẻ ép người, mua nhà giá thấp, khiến ta thức tỉnh. Thời nhà Thanh, có hai gia đình sống cạnh nhau là La Mỗ và Giả Mỗ, nhưng mỗi người một cảnh. Trong khi gia đình La Mỗ khá giả, thì Giả Mỗ lại khó khăn, thời gian trôi đi. Vì không còn nhiều tiền để tiêu, nên hết cách, Giả Mỗ đành phải giao bán căn nhà của mình. La Mỗ nghe tin liền muốn mua lại căn nhà, nhưng vì tham lam nên cố ép cho giá nhà xuống rất thấp. Giả Mỗ không đồng ý và vẫn tiếp tục giao bán căn nhà. Thế nhưng ai đế đến xem nhà cũng bị La Mỗ tìm cách để âm thầm gây chuyện. Cuối cùng không có ai dám mua nhà của Giả Mỗ. Một thời gian dài sau đó, nhà của Giả Mỗ vẫn không bán được nên cuộc sống của cả nhà càng khó khăn. Cuối cùng Giả Mỗ chỉ còn cách bán cho La Mỗ với giá rất thấp để có tiền nuôi sống gia đình. La Mỗ mừng vui nhận căn nhà vừa mua, anh còn chi thêm tiền để nâng cấp cho nó thêm phần khang trang, lộng lẫy. Khi nhà mới hoàn thiện, gia đình La Mỗ tổ chức một bữa tiệc rình rang. Nhưng không ngờ ngay khi La Mỗ thắp lửa để cúng, bất ngờ có cơn gió mạnh hất tung cọc tiền vàng mã đang cháy dở lên thanh xà gỗ của ngôi nhà. Ngọn lửa từ đó lan ra cháy bùng lên mạnh mẽ, thiêu từng thứ một trong căn nhà mới, thậm chí ngọn lửa còn lan sang cả ngôi nhà cũ của La Mỗ. Lúc này cả đám đông hoảng loạn và tìm cách để dập tắt ngọn lửa, nhưng La Mỗ ngăn cản mọi người lại, với lý do anh vừa nhìn thấy hình dáng người cha quá cố của Giả Mỗ trong đám lửa. Có thể sự tức giận của ông đã gây ra vụ hỏa hoạn này, thế nên nếu mọi người có tìm cách ngăn đám cháy cũng vô ích, chưa kể có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng của người khác. Hiểu được quả báo chiếm dụng tài sản của người khác rất đáng sợ, nên sau sự việc, La Mỗ liền nhờ người tìm đến Giả Mỗ bày tỏ muốn tặng cho anh căn nhà, và tặng thêm 2 mẫu ruộng để bồi thường, và viết cam kết chuyển nhượng. Từ đó về sau, La Mỗ quyết tâm làm điều thiện, nhờ thế mà ông có cuộc sống no đủ, hạnh phúc đến cuối đời. Bài học, câu chuyện La Mỗ hại Giả Mỗ, nhắc nhở chúng ta thận trọng với việc xấu mình đã làm, vì nó là cái nhân xấu khiến bạn gặp xui xẻo, rắc rối trong cuộc sống của mình sau này. Thay vì tìm cách tham lam, chiếm đoạt tiền bạc, của cải của người khác, thì hãy sống bao dung hơn, phóng khoáng hơn, rồi cuộc sống đền đáp cho bạn những gì mình xứng đáng.
Vâng thưa quý vị, sống trên cõi đời này, biết đủ mới là gia tài lớn nhất. Thế nhưng con người vì vô minh nên cứ mãi tham đắm trong tiền tài. Sau khi được tài sản phong phú, lại càng dễ bị lôi cuốn, chìm đắm trong các dục và có hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Chính giàu có, thừa thãi lại càng tham lam, dễ biến bản thân thành kẻ gian ác. Có không ít người lúc nghèo còn sống thanh đạm, chăm chỉ, nhưng khi dư giả lại thích tụ tập ăn chơi, lười biếng, chìm đắm dục lạc, bởi si mê trong tiền bạc, nên họ không chia sẻ tài sản với ai, lo hưởng thụ nên đi vào sa ngã. Vậy nên trong cuộc sống này, chớ ham giàu vì tài sản ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng, mà từ Đức Phật cho tới cổ nhân thời xưa đều nhắc nhở chúng ta nên tránh xa. Không nên đồng nhất rằng, cứ tiền bạc là xấu, vì nếu được làm đúng vai trò của nó, thì chúng ta còn được lợi lạc vô biên. Ví dụ, như quả báo chiếm dụng tài sản của người khác là xấu, nhưng quả báo của việc chia sẻ giúp đỡ người khác bằng số tiền lớn mình đang có thì quả là đẹp đẽ. Tài sản có giá trị vô cùng to lớn, nó không những giúp bản thân, gia đình có đời sống ấm no, mà còn là phương tiện thuận lợi để làm phước thiện, tạo phước đức cho kiếp sau. Khi tài sản làm ra đúng pháp, sẽ luôn mang lại lợi lạc, không chỉ cho bản thân, mà còn là cho con cháu, những người xung quanh họ. Theo người xưa thì, vị ấy sẽ được sống lâu, thọ mạng kéo dài, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện. Tài sản là phần nhỏ bé của kiếp người, thế nên hãy cho nó làm đúng vai trò của mình là phương tiện giúp con người đáp ứng các nhu cầu về vật chất để có một đời sống ổn định, giúp con người thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả để làm đẹp cuộc đời. Thực ra, có 7 tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật: tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Là những điều ta đáng vun bồi và tích góp nhất suốt kiếp người này, chỉ có kho báu ấy mới là hành trang theo chúng ta trên con đường tái sinh và thoát khỏi biển luân hồi. Còn đối với hầu hết chúng ta, nếu chưa thể hiểu sâu những giá trị đó, thì hãy sống tốt với mọi người, tâm niệm từng việc mình làm sao để lại phước đức cho con cháu thọ hưởng mãi về sau. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Giáp Thìn nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn, thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.